Này chán quá, anh em mình chơi trò chơi gì đi. Chả biết nữa, mấy hôm nay chơi nhiều trò lắm rồi. Giờ chơi trò gì nữa? À, hay chơi đuổi bắt không? Lâu lắm rồi không chơi. Đuổi bắt á? Nghe tốn năng lượng nhỉ? Thôi, chơi. Ờ, cũng được. Nhưng mà đừng rủ Vinh, không nó lại rủ anh em mình chơi mấy trò hắc ám, mệt lắm. Ờ, tao cũng sợ mấy cái trò hắc ám của nó lắm. Tốt nhất là anh em mình chơi chung im lặng thôi, đừng có để nó biết. Chúng mày, chúng mày chuẩn bị chơi đuổi bắt đúng không? Đúng, đuổi bắt nào? Đuổi ai? Úi sổ ơi, tình cờ là tao vừa có một cái trò chơi là đuổi bắt hắc ám. Cho chúng mày chơi thử ngay, chơi luôn nhá. Tất cả nghe đây, trò chơi đuổi bắt hắc ám là một trò chơi rất đơn giản. Sẽ có một người đi đuổi, còn tất cả những người còn lại sẽ chạy trốn trong một khoảng không gian nhất định. Có một thay đổi nhỏ, đó chính là người bị bắt sẽ phải đổi phe sang người đi bắt, và từ đó bắt hết những người còn lại cho đến khi không còn ai, thì phe đuổi bắt sẽ là phe chiến thắng. Còn phe chạy sẽ chiến thắng khi mà chạy được hết trong thời gian quy định. Mỗi người sẽ có một năng lực riêng, hãy sử dụng nó cho thật thông minh nhá. Sợi, tưởng nào nó ra cũng dễ, không có lắm chúng mày nhỉ? Nghe hơi dễ nhỉ? À, quên mất. Để tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi, thì phe đuổi bắt sẽ bị biến thành zombie. Một, hai, ba. Có lẽ nào, tao sẽ biến thành. Ôi, thằng Hai làm gì kia? Mày muốn chết à? Được rồi, chạy đi! Chúng lại! Chúng lại! Mày điên à? Thôi! Năng lực của tao chính là nhìn thấu được tương lai. Tao nhìn kỹ được từng cái đường đi nước bước của mày rồi. Nhưng mày đừng có mà hòng em mà chạm vào được người tao, được chưa? Yeah, yeah. Dễ quá. Dễ luôn. Với năng lực này thì sợ cái gì? Đơn giản quá. Mấy con zombie cố chấp đấy nhở? Không chạm được vào người tao đâu nhá. Con zombie kia, mày cười cái gì? Ha, trên người mày có cái gì cả? Ôi, cái tay đâu ra đây? Thôi chết rồi, đây chính là năng lực từ đầu của thằng Quang, đó chính là phân tách cơ thể. Nó giả vờ đuổi theo thằng Hà để nó không để ý, từ đó phân tách cái tay ra chạm vào thằng Hà thôi. Năng lực gì đây? Mày là chúng mày ấy. Năng lực của tao ở đây bốt. Mấy cái năng lực này á, tao thành team trò chơi rồi. Các quay à? Được quá nhá. Được rồi. Thôi chúng mày ở đây nhá, tao đi tiêu diệt một con zombie đây. Ok anh em nhá. Ôi, đâu rồi? Nhanh nhỉ? Ui kìa. Mày qua chúng mày ạ. Với năng lực này ấy, thế anh em mình không phải sợ zombie nữa rồi. Đúng rồi. Chưa chắc. Cái năng lực này ấy,
mà nó trở thành zombie thì anh em mình chỉ có nước lên đường thôi. Ừ đấy, nghĩ cũng hơi sợ. Với tốc độ nhanh này ấy, chúng mày sao bắt được tao? Sao mày biết tao bị lai? Thằng Nga có năng lực gì chưa tương lai? Thế thì nó biết được vị trí của Telebot thằng Bi rồi. Sao đây? Năng lực của chúng ta là gì? Năng lực của tao là tao vũ khí. Của tao là tao khiến chắn. Thế thì chúng ta phải kết hợp lại với nhau thôi. Thiết lập đội hình phòng thủ. Thiết lập khiên chắn. Đây chính là combo hủy diệt để tiêu diệt lũ zombie chúng mày đấy. Đừng hòng động đến một cộng đồng của tao à. Tình hình thế nào của chúng mày? Sử dụng một đứa thôi. Nhanh lên, khiên chắn của tao không chịu nổi nữa đâu. Hai đứa kia lì lợm quá. Sử dụng vậy đi. Ôi trời. Được đấy. Thôi chết rồi. Hết đạn rồi. Tôi hết đạn rồi. Thôi chết rồi. Khiên chắn của tao hết hiệu lực rồi. Làm sao bây giờ? Cuối cùng thì tao cũng dụ được mày vào bẫy của tao. Dưới chân mày chính là thiết bị mìn mà tao đã gài từ trước. Cái loại mìn này nổ rất là nhanh. Mày chắc chắn sẽ không teleport kịp đâu. Vĩnh biệt thằng béo. Thắng rồi chúng mày ơi. Tiêu diệt được con zombie cuối cùng rồi. Yeah. Là gì? Đơn giản. Quá. Cuối cùng thì game này cũng kết thúc. Quá đơn giản. Không ngờ mày là người gánh team với trường ạ. Bây giờ đợi lúc hết giờ thôi nhỉ. Đúng rồi, chỉ còn ít phút nữa thôi. Giờ zombie chết hết rồi thì sợ cái gì nữa, đúng không? Chúng mày hình như là tao dẫm phải tay của zombie thì phải. Lại zombie. Tao đừng lại May là tao đã tính đến cái trường hợp xấu nhất. Năng lực của tao chính là ve sầu lột xác. Lâu lắm rồi mới dùng lại cái năng lực này. Năng lực này giúp tao hy sinh một món đồ để tránh không bị chạm vào người. Tao sẽ câu cho đến khi nào hết giờ thì thôi. Tôi chết rồi. Hết rồi. Làm sao bây giờ?
Bình tĩnh, hai bình tĩnh lại. Em đùa tí thôi, làm gì mà căng thế? Hết trò rồi, chiến thắng rồi. Tao là người chiến thắng. Không vô công cởi chuồng ở giữa cái công viên này. Ôi trời ơi. Lại thắng rồi các bạn ơi. Thắng quá. Cuối tuần sau chơi cái trò này nữa. Để sao lại tha tao đi. Thôi ngày mai chơi tiếp nhá. Không được đâu. Chơi lắm này anh. Thằng Ám vui mà. Vui vẻ gì cả đi. Sao lại có zombie ở bên ngoài đây? Zombie chỉ có bên trong không gian được không các bạn? Không lẽ một bộ phận của zombie đã bay ra ngoài và khiến cho không gian bên ngoài cũng bị nhâm zombie đuổi bắt giống như bên trong này? Vậy là từ giờ cả thế giới sẽ trở thành cái sân chơi đuổi bắt hắc ám khổng lồ à? Đừng quên ghé qua Pink Store để xem những cái mẫu áo mới nhất của chúng mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không thể cản bước được anh em subscribe cho kênh của Pink Lê nhá.